sẽ hân hoan tiến vào cùng Thánh, tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 4, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, giữ chay và kiên thịt. Giờ đây, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế cùng tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sông hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta, mặt mày ta nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng. Vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi chung đã lớn, tựa chồi cây rước nham thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, dáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạt, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên chiều, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như chiều câm nín khi bị xé lông. Người chẳng hề mở miệng, người đã bị ức hiếp, buộc tội,
rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người ai nào nghĩ tới, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt, người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có. Dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa, Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người lên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiếm lợi phẩm bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Lạy Cha, con xin phó thác.
con luôn tin thắng, chính Ngài là Thiên Chúa con hằng đợi mong. Vì đây kiếp sống ở trong tay Chúa, xin giải thoát con xa tranh thủ thiên. Lạy Cha, đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc và dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tung hô tin mừng. Vì chúng ta được thi tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chiêu trên, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tăng ban danh hiệu trôi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Cùng thương khó của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với các môn đệ sang bên kia suối Cê-trôn, ở đó có một khu vườn, Người vào đó với các môn đệ. Giu-đa kẻ phản nộp Người đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường hay đến đó với các môn đệ của Người. Vậy Giu-đa dẫn theo một toán quân và các vệ binh
sau các thường tế và nhóm biển phai cầm cho. Chúng đến đó mang theo đèn đuông và khi rơi, Chúa Giêsu đã biến cho mọi việc sẽ xảy đến. Người tiên ra và hỏi bọn chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng đáp lại rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giuđa kẻ phản nộm người cùng đứng đó với chúng. Người vừa nói: chính là ta đây, thì chúng nó lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng nó một lần nữa rằng: các ngươi tìm ai? Chúng đáp lại rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người liền đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để những người này đi. Như thế là trọn lời người đã nói: trong những kẻ cha đã ủy thác cho con không làm mất người nào. Bây giờ ông Simon Phêrô mang sẵn thanh gươm, liền run ra đánh tên đầy tớ của vị thượng tế và chém đứt một bên tai phải. Người đầy tớ ấy tên là Mang-cô. Nhưng Chúa Giê-xu bảo ông Phê-rô rằng: hãy xỏ gương vào vỏ, lẽ nào ta không vâng trên mà cha ta đã trao cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên chỉ huy và các vệ binh của người Do Thái liền bắn Chúa Giê-xu và trói người. Chừng hên họ điều người đến nhà ông An-na, vì ông này là nhạc phụ của ông Cai-pha, đang làm thường tế năm ấy. Chính ông Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, thà là một người trên thay cho toàn dân đường nhờ. Tuy nhiên ông Simon Phêrô và một môn đệ khác vẫn đi theo Chúa Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô thì đứng lại phía ngoài ở gần cổng. Người môn đệ ấy vì quen biết vị thượng tế, nên ra nói với người dự cổng và dẫn ông Phêrô vào. Người tơ gai dự cổng liền nói với ông Phê-rô rằng: công nương, ông không phải là người thuộc nhóm môn đồ ông ấy sao? Ông Phê-rô đáp lại rằng: không phải đâu. Lúc ấy các đầy tơ và các vệ binh đã đốt một đống lửa và họ đứng đó mà sưởi ấm vì trời ra lạnh. Ông Phêrô cũng đứng đó mà sưởi với mọi người. Vậy vì thường tế cha hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và về đạo lý của người. Người đáp lại rằng: tôi đã nói công khai trước mặt mọi người. Tôi hằng giảng dạy trong các hội đường và đền thờ, nơi mọi người Do Thái thường họp nhau. Tôi không hề nói gì bí mật cả. Sao ông lại hỏi tôi? Xin cứ hỏi những người đã nghe tôi nói. Họ biết tôi đã nói những gì. Chúa Giêsu vừa dứt lời thì một tên vệ binh đứng đó liền tan vào mặt người một cái và nói rằng: người dám trả lời cho vị thượng tế như vậy đó sao? Chúa Giêsu đáp lại rằng: nếu ta nói sai thì hãy chứng tỏ họ sai ở chỗ nào. Còn nếu ta nói phải thì sao anh lại đánh ta? Bây giờ ông An-na vẫn để người bị trói mà giải đến thượng tế Cai-pha.
Còn ông Simon Phêrô thì vẫn ở đó mà sưởi. Người ta hỏi ông Phêrô rằng: Công nương, nào ông không thuộc nhóm môn đồ của ông hay sao? Ông liền chối rằng: Không phải đâu. Bây giờ một người trong nhóm càng đầy tơ của vị thượng tế có bà con với người bị ông Phêrô chém đinh lỗ tai, liền bảo ông Phêrô rằng: Tôi há đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông hay sao? Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gây. Vậy họ điều Chúa Giê-xu từ nhà ông Cai-pha mà đến cổng đường. Lúc ấy trời vừa sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ bị ô uế và không thể ăn lễ vườn qua đường. Vậy quan tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi? Họ đáp lại rằng: Quan Phi-la-tô bảo họ rằng: Các ngươi cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có phép xử tử hình ai cả. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: Khi người em chỉ người sẽ phải chết như thế nào. Vậy quan Phi-la-tô trở vào công đường, ông gọi Chúa Giê-xu đến và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Tự ý quan nói điều ấy, hay là quan đang nghe kẻ khác nói về tôi? Quan Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về chỗ này. Bây giờ quan Phi-la-tô hỏi người rằng: Vậy ông có phải là vua chăng? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Quả đúng như lời quan nói, tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai chuộng sự thật thì nghe tôi. Quan Phi-la-tô nói với người rằng: Sự thật là cái gì? Nói thế rồi ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ rằng: Ta không tìm thấy nơi người này lý do gì để kết án cả. Nhưng theo tục lệ của các ngươi, vào dịp lễ vượt qua, ta tha một người cho các ngươi. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bây giờ họ la lên rằng: Không phải không, nhưng xin tha Ba-ra-ba. Mà Ba-ra-ba là một tên cướp. Bây giờ quan Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đòn. Bọn linh kết một vòng gai làm mũ triều thiên mà đặt lên đầu người, và mặc cho người một chiếc áo choàng đỏ. Rồi chúng đến gần người và nói rằng: Kính chào vua dân Do Thái. Và chúng nó vã mặt người,
quan Phi-la-tô lại trở ra ngoài và nói với dân Do Thái rằng: đây ta dẫn ông ngay ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không hề thấy nơi ông này có một lý do nào để lên án ta. Vậy Chúa Giê-xu bước ra ngoài, đầu đội mầu gai, mình khoang áo choàng đỏ, và quan Phi-la-tô nói với họ rằng: đây là ngươi. Khi các thượng tế và các người thừa hành vừa trông thấy Chúa Giê-xu thì họ liền la lên rằng: hãy lòng tin nào vào thảo sao. Quan Phi-la-tô bảo họ rằng: các người cứ đem ông ta đi mà đóng đinh thầm ra, vì chứng ta không thấy nơi ông này có một lý do gì để kết án ca. Dân Do Thái đáp lại y rằng: chúng tôi đã có lệ luật và chiếu theo lệ luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa. Khi quan Phi-la-tô nghe lời đó thì ông càng thêm sợ hãi, quan lại trở vào công đường và nói với Chúa Giê-xu rằng: ông từ đâu mà đến? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời y nào. Vậy quan Phi-la-tô nói với người y rằng: ông không trả lời cho tôi sao? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thòm ra sao? Chúa Giê-xu đáp lại y rằng: ngài không có quyền gì trên tôi, nếu từ trời cao, quyền ấy chẳng được trao cho ngài. Vì thế những kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó quan Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: quan Phi-la-tô truyền dần Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông lên ngồi trên tòa cao ở nơi gọi là nền đá, tinh Do Thái gọi là Gác-ba-tha. Hôm đó là ngày áp lệ vườn qua, vào khoảng 12 giờ trưa, quan Phi-la-tô nói với dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Họ liền kêu to lên rằng: quan Phi-la-tô nói với họ rằng: ta đi đóng đinh vua các người sao? Các thượng tế đáp lại rằng: chúng tôi không có vua nào khác ngoài Giê-xu. Bây giờ quan Phi-la-tô bèn trao Chúa Giê-xu cho họ để người chiều đóng đinh vào thầm ra. Họ tóm lấy người và điều người đi. Chính người văng lấy thầm ra ra đi đến nơi gọi là Canvario, nghĩa là núi sò, tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Tại đó họ đóng đinh người vào thầm ra cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu thì ở giữa. Quan Phi-la-tô lại cho viết một tấm bảng và gắn trên thầm ra. Bảng đó ghi rằng: Giê-xu Nazaren, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đóng được bảng đó vì nơi Chúa Giê-xu chiều đóng đinh ở gần thành. Tấm bảng đó được viết bằng tiếng Do Thái, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Thế nhưng các vị thượng tế của dân Do Thái
thưa với quan Phi-la-tô rằng: Xin Ngài đừng biết của dân Do Thái, nhưng xin biết rằng người này đã xưng mình là của dân Do Thái. Quan Phi-la-tô đáp lại rằng: Điều ta đã biết là biết rồi. Đông đinh Chúa Giê-xu vào thầm ra xong, các binh sĩ lấy áo sông của người mà chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cùng lấy cả áo dài của người nữa, mà chiếc áo dài này không có đường may, và là một tấm vải nguyên từ trên xuống dưới. Về chúng nó bảo nhau rằng: Đừng xé áo ra, nhưng chúng ta hãy bắt tay xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời này trong Kinh Thánh: Chúng nó đã chia nhau áo sông của tôi và run thăm áo dài của tôi, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thầm ra Chúa Giê-xu, có mẹ người và chị của mẹ người là bà Maria, vợ của ông Cleopha, và bà Maria Magdalena. Vậy khi thấy mẹ người và bên cạnh mẹ người có môn đệ mà người yêu quý, Chúa Giê-xu thưa với mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: Đây là mẹ của anh. Và từ lúc đó người môn đệ rước mẹ người về nhà mình. Sau đó Chúa Giê-xu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, và để trọn lời Kinh Thánh, người nói rằng: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy dâm, người ta liền lấy một miếng bọt biển thăm đầy dâm chua, rồi buông vào đầu cành cây hương thảo mà đưa lên miệng người. Chúa Giê-xu uống dâm xong, người nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống mà chôn linh hồn. Bởi lẽ ngày hôm đó là ngày chuẩn bị đại lễ, người Do Thái không buông để sang trên treo trên thầm ra trong ngày Sa-bát, vì chính ngày Sa-bát năm ấy là ngày lễ trọng đại. Họ xin quan Phi-la-tô cho đánh dập ông chân những người triều đông đinh và thao sang xuống. Vậy các binh sĩ đến và đánh dập ông chân người thứ nhân và người thứ hai cùng triều đông đinh với y người. Khi đến gần Chúa Giê-xu, chúng thấy người đã chết, thì không đánh dập ông chân người, nhưng một binh sĩ lấy ngọn dao mà đâm vào cành sườn người. Và từng thì có mâu và nương chạy ra. Người đã xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy thì sáng thực. Và người ấy biết rằng mình nói sự thật, để cả anh em nữa cùng tin, vì chứng các việc đó đã xảy ra, để làm tròn lời Kinh Thánh rằng: Người ta sẽ không đánh gãy cái xương nào của người. Và lời Kinh Thánh khác nữa rằng: Chúng sẽ nhìn thấy đấng mà chúng đã đâm thùng. Sau đó ông Giuse, người xứ Arimathea, đến xin quan Phi-la-tô cho phép hạ sang Chúa Giê-xu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ đã từng theo Chúa Giê-xu, nhưng một cách kín đáo, vì sợ người Do Thái, quan Phi-la-tô cho phép, ông liền đến đó hạ xác người. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến, người này trước kia cũng đã đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Ông đem theo một bình mộng dường có pha thung thơm, độ chừng 100 cân. Các ông nhận lấy sang Chúa Giê-xu, rồi tầm thung thơm
và liềm trong khăn vải theo canh thức mà người Do Thái quen làm. Ở nơi Chúa Giêsu chiều đóng đinh có một thừa vườn, và trong thừa vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì hôm ấy là ngày áp lệ của người Do Thái, mà ngôi mộ ấy lại gần bên, nên các ông mai tang Chúa Giêsu ở đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt ngày thứ sáu tuần thánh, giáo hội muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng. Cho nên từ cách trang trí cho đến những bài ca phụng vụ, tất cả đều đưa chúng ta đến, dẫn chúng ta đến những cõi thinh lặng. Thinh lặng để nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, thinh lặng để lắng nghe tiếng nói từ thập giá. Chúng ta được mời đi vào sự thinh lặng để chiêm ngưỡng Chúa. Sự im lặng nội tâm và cả sự tĩnh lặng ở bên ngoài cần thiết để nhìn ngắm Chúa Giêsu và chiêm niệm về cuộc thương khó cũng như cái chết của Ngài. Về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu, thiết tưởng chúng ta chỉ nên giữ thinh lặng. Trong thinh lặng, chúng ta mới cảm nhận được cái nhìn yêu thương trìu mến của Chúa Giêsu. Bởi vì một cái nhìn ở trong thinh lặng nói lên một ngàn lời nhiều hơn những lời mà chúng ta có thể diễn tả. Và trong cái nhìn ấy, chúng ta mới nghe được chính tiếng nói của Ngài. Chỉ có kẻ đau khổ mới có thể truyền thông và đưa chúng ta vào nỗi khổ đau của họ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đưa chúng ta vào những nỗi khổ đau của Ngài, những nỗi khổ đau tuyệt cùng của Ngài. Chúa lặng lẽ nói với chúng ta, và trong thinh lặng sẽ đưa chúng ta vào mầu nhiệm của khổ đau. Trong cuộc khổ nạn ấy, tình yêu của Chúa thắng vượt mọi khổ đau và đối kỵ của cuộc đời. Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu chính là lời tỏ tình trọn vẹn và sau cùng của Thiên Chúa đối với con người. Cái chết đó là lời loan báo tin mừng sống động nhất. Tình yêu luôn mời gọi đáp trả bằng tình yêu. Nhưng tình yêu đích thực không chỉ được nói lên bằng môi miệng mà còn phải được diễn tả bằng hành động cụ thể, bằng tất cả cuộc sống. Cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi, loan truyền và san sẻ tình yêu ấy cho mọi người. Chúng ta không chỉ loan truyền bằng lời nói suông mà bằng cả cuộc sống yêu thương của chúng ta. Như chính Chúa Giêsu qua cái chết của người, qua các lần chữa bệnh trừ quỷ của người mà tin mừng đã kể lại cho chúng ta. Trong suốt buổi chiều hôm nay, chúng ta hãy sống tâm tình của ngày thứ sáu tuần thánh, thinh lặng, cầu nguyện, chiêm niệm và nhìn ngắm vào thân thể rớm máu của Đức Giêsu Kitô. Thinh lặng để sám hối, thinh lặng để xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Dưới chân thập giá của Ngài còn có mẹ và một số người bạn dõi theo Ngài cho đến cùng. Mẹ và những người đó đứng nhìn lên Chúa trong lặng yên. Với mẹ và những người bạn đó, Chúa Giêsu cũng tôn trọng bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến của Ngài. Ngài cũng đưa mẹ Maria và những người đó, những người bạn thân thiết của Chúa, vào trong những mầu nhiệm khổ đau của Ngài. Mẹ Maria là mẫu gương dạy mọi người cầu nguyện và thinh lặng. Mẹ vốn là con người của thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Mẹ vốn là người thinh lặng trong tin mừng, vì chỉ có thinh lặng, cầu nguyện, chiêm niệm, mẹ Maria mới nhận ra được ý Thiên Chúa. Trong biến cố truyền tin, mẹ nói ít nhưng đã cảm nhận thật nhiều. Và hai tiếng xin vâng đã gói trọn cả cuộc đời của mẹ
mẹ được sinh ra là để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Trong biến cố truyền tin, mẹ đã được loan báo và mẹ nhận là mẹ của Thiên Chúa. Ở dưới chân thập giá, lời truyền tin thứ hai, mẹ đã nhận là mẹ của tất cả mọi người chúng ta. Nhìn vào gương của mẹ Maria, con người chúng ta cũng được gọi sống thinh lặng để nhận ra ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúa yêu từng người chúng ta và muốn hạnh phúc của chúng ta là sống cho Ngài, sống vì Ngài. Cùng với mẹ chúng ta cũng hãy để cho tâm hồn chìm lắng xuống, hãy để cho bao hận bận tâm, bao nhiêu sầu muộn và khổ đau trong cuộc đời riêng tư của chúng ta chìm xuống và hòa nhập vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài ôm ấp trọn lấy chúng ta trong tình yêu bao dung, tha thứ của Ngài. Hãy để cho ánh mắt yêu thương của Ngài sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Và như thế, suốt cả cuộc đời chúng ta sẽ được ôm ấp không phải chỉ trong nỗi khổ đau của Ngài, trong tình thương của Ngài, mà còn được tràn ngập ở trong vinh quang của Ngài khi Ngài sống lại. Thưa anh chị em, tiếp theo đây là lời cầu nguyện long trọng, có 10 ý cầu nguyện cho các dân tộc, các quốc gia, để cho thấy rằng trước thập giá của Chúa Kitô, mọi người đều biết rõ con người thật của mình, đồng thời cũng nhận ra những người khác đều là anh chị em. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã muốn cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho Đức Thánh Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục. Xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Francisco và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sát son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Chúng ta hãy cầu cho các đức giám mục, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Peter Comensoli, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho dự tòng. Chúng ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ sum vầy được luôn luôn hợp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô mà cho mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho người Do Thái. Chúng ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây, xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu chuộc cho tổ phụ Abraham và con cháu của Người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu chuộc viên mãn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Cầu cho người ngoài Kitô giáo. Chúng ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ái và tha thiết sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho người vô thần. Chúng ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa. Và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Chúng ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý và tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, xin bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho những người đau khổ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dũ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, trừ khử muôn bệnh tật, đặc biệt đại dịch COVID-19, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bể tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân do đại dịch COVID-19 gây ra, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền.
ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng, cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa anh chị em, sau đây là phần suy tôn thánh giá. Nghi thức thờ lạy thánh giá, chúng ta hãy nhớ rằng xưa kia thập giá là hình phạt, là nhục nhã, nay trở thành đối tượng vinh dự và hạnh phúc của chúng ta. Xưa thập giá là hình bóng sự chết, nay là nguyên lý giải thoát và cứu rỗi chúng ta. Trước thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta hãy sắp mình cung kính thờ lạy với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ. Trong phần nghi thức này, chủ tế và một vài anh chị em sẽ đại diện trong cộng đoàn để hôn kính thánh giá ngay sau khi thánh giá rước lên cùng thánh. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy nên thờ lạy. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Thank you.
Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạc sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con trong khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chớ gì việc rước mình vào máu Thánh Chúa, đừng nên cớ cho chúng con bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng nhân lành Chúa xin gìn giữ và cứu chữa hồn xác chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chiều đã xuống âm u,
Xin mời mọi người chúng ta cùng đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với Chúa. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ được ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày đêm tin kinh Chúa và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.